tư vấn nâng mũi cho bé khách có khuyết điểm cánh mũi to bè. Em cũng tìm hiểu người kia, xong em mới vô cái group trên em coi thử, em mới biết. À, em không có tính nâng mũi đâu, em tính là móc chỗ này vô. Thu hai cái chỗ này vô hả? Dễ quá. Em nâng mũi cho nó mới nhỏ được. Phải nâng cái gì? Nó kiểu mình bóp hai chỗ này vô thôi. Không phải mặt mình muốn bóp sao bóp được đâu. Tại vì nó còn da đó nữa. Yeah. Nếu mà em bóp mô đó ra thì cái da nó sẽ bị bè ra. Dạ. Yeah. Nói chung mặt sống nhìn ngang nó cũng thẳng, cũng vừa phải. Nhưng mà cái đầu mũi thì nó ngắn quá. Rồi hai cái chỗ này nó to quá. Thì bây giờ bắt buộc mình phải nâng lên nó mới thon nhỏ được. Chứ nếu mà mình bóc mô là cái da của mình nó sẽ bị bè ra em. Mình nâng và kết hợp bóc mô hai bên này. Tại vì nâng thì sẽ đặt sống ở phần đây. Yeah. Thì cái mũi của mình mới thon nhỏ như vậy được. Chứ nếu mà em chỉ bóc mô ở chỗ này thôi đó là nó không có còn cái gì để nâng đỡ cái mũi em nữa, là cái mũi nó sẽ bè ra như vậy. Yeah. Chứ không phải là bóc ra là nó nhỏ đâu. Tùy vào nền mũi nữa. Như nó khác nhau là những cái nền mũi như em á, nên nâng cấu trúc nó sẽ đẹp hơn. Nó dựng trụ lên cao thì cái mũi của mình nó càng thon nhỏ hơn nữa. Em chỉ cần nâng và em dựng trụ cái chỗ này lên là mũi nó thon nhỏ và nó mất hai cái nếp nhăn bên này nữa nè. Em mà bóc mô ra thôi là chắc chắn cái mũi nó sẽ bè ra nữa. Nó không còn cái gì để đỡ cho cái mũi của mình á, nó sẽ to nữa. Cái da nó vẫn còn, nó đâu mất được đâu. Thì nếu như em muốn làm thì mình đặt lịch nữa. Đúng rồi.